Năm con giáp 10 ngày cuối tháng 5 âm lịch gặp vận tốt, hốt lộc trời. Hoan hỉ chào đón quý vị khán giả đang theo dõi chương trình của kênh Phong Thủy Gia Cát. Quý vị thân mến, có thể nói số mệnh luôn luôn biến đổi không ngừng. Nhiều người mới hôm qua vẫn còn là một kẻ hố rách áo ôm, cũng phải lo cơm từng bữa. Nhưng chỉ một chút may mắn bỗng chốc đã có nhà lầu xe hơi, tài khoản trên 10 con số, biến thành tỷ phú chỉ sau một thời gian ngắn. Ai cũng đều mơ ước mình sẽ được như vậy. Đặc biệt là vào những ngày cuối tháng 5 này thì luôn tạo cho những người khác cảm giác áp lực khi phải tăng tốc liên tục cố gắng không ngừng để có thể đạt được thành quả kha khá, chuẩn bị đón năm mới sung túc và an yên. Các chuyên gia tử vi học cho rằng vào 10 ngày cuối tháng 5 âm lịch có 5 con giáp sẽ phát lên như diều gặp gió. Thời gian trước thì bất kể khó khăn nợ nần ra sao, nhưng từ giai đoạn này trở đi, cuộc sống sẽ thuận lợi hơn gấp bội phần. Nếu may mắn hơn, sẽ gặp được cơ hội làm giàu, chỉ cần biết nắm bắt thì hoàn toàn có thể đổi đời. Hãy cùng Phong Thủy Gia Cát tìm hiểu ngay trong chương trình ngày hôm nay. Tuổi Ngọ. Người tuổi Ngọ thì cần làm việc chăm chỉ, cẩn trọng hơn nữa, mọi cố gắng nỗ lực của bạn sẽ đều được đền đáp xứng đáng. Người tuổi Ngọ làm ăn kinh doanh sẽ ký kết được nhiều hợp đồng có giá trị, doanh số bán hàng cũng tăng nhanh, kéo theo mức lợi nhuận khủng. Người tuổi Ngọ thì rất cẩn trọng và siêng năng trong công việc, tài vận của bạn vào tháng 5 âm lịch này có cải thiện nhiều so với những tháng trước đây. Vào cuối tháng 5, con giáp này dễ được quý nhân đưa đường dẫn lối, trao cho cơ hội phát triển sự nghiệp. Quý nhân của bạn trong tháng này đó là nữ. Tuy đạt được thành tựu nhưng con giáp này vẫn cần giữ thái độ khiêm nhường, luôn nỗ lực học hỏi để vững vàng hơn trên đường đời và sự nghiệp. Vào tháng này bạn cần tránh những vật sắc nhọn, tránh chuyện thị phi để tránh xảy ra những chuyện không đáng có. Tuổi Thìn. Về tính cách thì người tuổi Thìn mạnh mẽ, tham vọng của họ rất lớn. Nếu biết phát huy ưu điểm này thì sự nghiệp rất dễ thành công rực rỡ, thu nhập tỷ lệ thuận với những nỗ lực mà người tuổi Thìn bỏ ra. Tử vi chỉ rõ những người mang mệnh rồng sẽ được thần tài chiếu cố về đường công danh sự nghiệp. Dự đoán họ sẽ là một trong những con giáp rất giàu có viên mãn, cùng với cuộc sống vô cùng lên hương và dư dả trong dịp cuối tháng tới đây. Theo tử vi học, cuối tháng 5 âm lịch là thời điểm thuận lợi nhất của tuổi Thìn. Không nên bỏ lỡ, sẽ có thể đổi vận một cách dễ dàng, tạo bước tiến cho tương lai của mình thêm phần tốt đẹp. Bản mệnh có nhiều các tinh vây quanh, cục diện Tý Thìn bán hợp sẽ tạo điều kiện cho việc kiếm tiền trở nên dễ dàng thuận lợi hơn trước đó nhiều phần. Nếu những chú rồng làm việc trong những ngành nghề có liên quan đến yếu tố thủy hay kim thì càng được trợ mệnh, cát khí tăng tiến, con giáp này sẽ có cơ hội để thể hiện tốt năng lực của mình. Nhờ thế mà việc tăng lương, tăng thưởng cũng sẽ dễ dàng hơn. Theo dõi tử vi tài lộc của tuổi Thìn 10 ngày cuối tháng 5 âm lịch. Đây là khoảng thời gian khá là lý tưởng để con giáp này tìm cơ hội phát tài phát lộc cho mình. Nếu có điều kiện, hãy thử tìm kiếm cơ hội để đầu tư hay hợp tác kinh doanh, nhất là các dự án có liên quan đến thủy lợi, thủy sản, ẩm thực, đồ uống, đồ kim loại hay tài chính, thì cơ hội để thành công phát tài phát lộc sẽ cực kỳ lớn. Bản mệnh có thể dễ dàng đạt được mục tiêu của mình mà không cần phải căng thẳng lo lắng quá nhiều. Tiền bạc kiếm được trong tháng không vì thế mà có nghĩa là do may mắn. Mọi thứ bạn có đều do chính đôi tay của mình làm ra, nhờ vào trí tuệ, năng lực và công sức của mình bỏ ra. Tuy nhiên thì do hung tinh đeo bám nên làm gì cũng chớ nên quá mức liều lĩnh. Hãy kiểm tra kỹ các thông tin và cân nhắc thận trọng để không mắc phải sai lầm không đáng có mà đánh mất vận may tài lộc của mình. Quả không ngoa khi mà nói rằng tuổi Thìn là con giáp giàu có may mắn nhất trong tháng 5 âm lịch. Công việc của bạn tiến triển thuận lợi, kế hoạch đã được cấp trên thông qua, chỉ cần cố gắng làm việc chăm chỉ hơn nữa, đến cuối tháng tiền sẽ về đầy tài khoản của bạn. Nhờ các mối quan hệ hữu hảo, tuổi Thìn làm kinh doanh, nhận được nhiều đơn hàng, doanh thu cứ thế tăng cao. Đây cũng là thời điểm tốt để bạn tìm kiếm bạn làm ăn cùng chí hướng, tìm được người cộng sự đắc lực, các dự định bấy lâu nay ấp ủ sắp trở thành hiện thực. Từ giờ cho đến cuối tháng 5 âm lịch, có thể nói các cơ hội làm giàu cứ đến liên tiếp đối với tuổi Thìn. Chỉ cần chăm chỉ và biết nắm bắt cơ hội thì nhìn đâu cũng thấy tiền, không lo nghèo đói. Tuổi Thân. Người tuổi Thân nổi tiếng thông minh, khôn khéo, giỏi xoay chuyển tình thế. Trong công việc thì bạn là người chăm chỉ, có trách nhiệm, có chí tiến thủ. Nhờ đạt được thành tích tốt, tuổi Thân được cấp trên tin tưởng, trao cho nhiều cơ hội dự án. Tuổi Thân là người thông minh, nhanh nhẹn, họ là người có ý chí tiến thủ. Cuộc đời tuổi Thân thường nhận được sự giúp đỡ của người khác. Cuộc sống khá ổn, tiểu vận may mắn, nhưng trung và hậu vận thì phải cố gắng rất nhiều để cuộc sống tốt hơn. tử vi tuổi Thân trong cuối tháng 5 âm lịch sẽ ở đỉnh cao của sự may mắn. Nhờ thần tài bên trái, quý nhân bên phải mà tuổi Thân sẽ gặp được cơ hội đổi đời. Chỉ cần kiên trì chăm chỉ thì chắc chắn sẽ tạo dựng được cơ ngơi vững chắc, kiếm được nhiều tiền. Cụ thể, từ ngày 20 tháng 5 âm lịch trở đi, tuổi Thân sẽ được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu. Càng làm việc thì càng thành công, sự nghiệp không chỉ phát triển mà tài vận ngày càng dồi dào. Các doanh nhân tuổi Thân sẽ có một khởi đầu tốt, bạn sẽ nhận được nhiều người ủng hộ để giúp đỡ cho con đường khởi nghiệp của mình trở nên suôn sẻ hơn. Đối với người làm công ăn lương, bạn sẽ gặp may mắn trong sự nghiệp, làm việc một cách hiệu quả và giành được sự công nhận của sếp với thành tích cá nhân xuất sắc. Đối với những người săn việc làm, bạn sẽ gặp may mắn ở mức trung bình cho sự nghiệp và sự khó khăn do môi trường mới mang lại có thể khiến bạn không thể làm việc trong trạng thái tốt. Do đó, hãy suy nghĩ kỹ trước khi đưa ra quyết định về nhảy việc, tham khảo ý kiến của những người đi trước và chọn một công việc phù hợp nhất. Những chú khỉ sẽ nhận được sự giúp đỡ của thần may mắn và ngôi sao tốt lành vào cuối tháng này, do đó mà cảm thấy khá là may mắn cả về thu nhập và công việc. Thu nhập tiền lương của bạn sẽ được cải thiện và nhận được mức thù lao mong muốn. Ngoài ra thì việc chịu khó lắng nghe lời khuyên của những người có kinh nghiệm cùng với quá trình tích lũy của bạn trong học tập, nhận thức sẽ mang lại cho bạn rất nhiều tài lộc từ đầu tư, quản lý tài chính. Tuy nhiên thì bạn nên chi tiêu hợp lý. Từ giờ cho đến cuối tháng 5 âm lịch, tuổi Thân làm không hết việc, cơ hội nối tiếp cơ hội nên tiền bạc cũng tự chảy vào túi, miễn là bạn cố gắng hết mình, sự nghiệp sẽ thăng hoa thành công hơn nữa. Người tuổi Thân thì may mắn nhất vào cuối tháng 5, lúc này sẽ nhận được tin vui tăng lương, thăng chức, nhiều cơ hội đến tay. Quý nhân trong tháng này của bạn là nam giới, vì vậy mà khi đạt được những thành tựu đừng quên tri ân họ. Tuổi Mùi bước qua giai đoạn khó khăn vào giữa năm, càng về cuối tháng thì tuổi Mùi càng gặp may mắn và vượng phát về đường tài lộc. Vận đỏ lại càng thể hiện rõ, làm gì hầu như cũng thành công, thu về thành quả rực rỡ. Nếu không quá giàu có thì tiền bạc cũng dư dả, không phải lo lắng gì nhiều về chuyện chi tiêu. Đặc biệt thời điểm may mắn đỉnh cao của họ và sẽ kết thúc vào cuối tháng. Thế nhưng điều đó cũng đủ để tuổi Mùi có một khoản lớn để đầu tư vào những dự án khác trong thời gian tới. Tuổi Mùi cần phải biết tận dụng thời cơ quý giá này để thực hiện các kế hoạch đã ấp ủ, đạt thành quả cao nhất có thể. Tuổi Hợi. Xem tử vi cuối tháng 5 âm lịch thì tuổi Hợi có tài chính khá vững vàng, bản mệnh có thể tự quyết định những chuyện mình muốn làm mà không cần phải nhờ cậy vào bất cứ ai. Bản mệnh được trời cho lộc, làm ăn buôn bán thuận lợi suôn sẻ. Con giáp này sẽ có lợi nhuận tăng vọt bởi hàng hóa bán được ầm ầm, khách hàng tới tấp ra vào. Có chữ tín nên tuổi Hợi được khách hàng giới thiệu qua lại với nhau chứ không cần phải quảng cáo gì nhiều. Bản mệnh hãy tin tưởng vào chính bản thân mình, đừng cho rằng bản thân đang suy nghĩ viển vông, có nhiều chuyện phải thử mới có thể biết được hay không, phải làm qua mới biết được mình đúng hay sai. Trên đây là 5 con giáp may mắn được lộc trời cho, hốt được lộc trời, có thể nói là may mắn nối tiếp may mắn, thành công nối tiếp thành công, nhận hết lộc trời, phú quý giàu sang. Xin được chúc mừng 5 con giáp được chúng tôi nhắc ở bên trên. Có lẽ quý vị và các bạn không thuộc những con giáp trên thì đang rất tò mò không biết vận trình của mình trong 10 ngày cuối tháng 5 âm lịch như thế nào, đúng không ạ? Vậy thì hãy cùng chúng tôi theo dõi vận trình chi tiết tài lộc của 12 con giáp ngay sau đây. Tuổi Tý. Tử vi cuối tháng 5 của 12 con giáp nói rằng đầu tháng thì người tuổi Tý sẽ vướng phải tranh chấp với đồng nghiệp, nhưng sau đó mâu thuẫn sẽ nhanh chóng được giải quyết. Thiên ấn và chính quan còn cho thấy bản mệnh có dấu hiệu được cân nhắc. Cuối tuần, chính tài xuất hiện, báo hiệu những chú chuột sẽ gặp được nhiều may mắn. Lời khuyên cho tuổi Tý trong tháng này là cần chi tiêu một cách hợp lý hơn. Đại hao cho thấy bản mệnh cần chi tiêu đúng với mức thu nhập của mình, chớ học theo người khác mà vung tay quá chán, luôn luôn phải có khoản dự phòng cho tương lai. Tuổi Sửu. Tử vi 10 ngày cuối tháng 5 của 12 con giáp nói rằng đầu tháng sẽ là khoảng thời gian thuận lợi cho những người làm kinh doanh. Tuổi Sửu có thể tìm được cơ hội tốt hay là bạn làm ăn tốt trong khoảng thời gian này. Trong tháng thì những chú trâu cần thận trọng trong những mối quan hệ với cấp trên. Thiên quan và thương quan cho thấy công việc của bản mệnh khó lòng thuận lợi trong tháng này. Các mối quan hệ nơi công sở có vai trò rất quan trọng, cư xử khéo léo hơn vẫn là việc nên làm. Về tình cảm, nhìn chung vận trình lên xuống khá thất thường, có lúc hòa hợp, lúc lại không ngừng tranh cãi. Người đã có đôi tưởng chừng hiểu biết về nhau và đôi bên cùng thống nhất ý kiến, song khi xảy ra vấn đề mới thấy còn quá nhiều điều chưa hiểu. Tuổi Dần. Tử vi của 10 ngày cuối tháng 5 của tuổi Dần nói rằng phải va vấp nhiều, có thể mâu thuẫn với cấp trên và đồng nghiệp để bảo vệ quan điểm của mình. Nhưng chú hổ chớ vội lo lắng vì giữa tháng trở đi, bản mệnh sẽ khẳng định được bản thân, được mọi người công nhận năng lực. Bên cạnh việc mạnh mẽ không ngừng tiến về phía trước, bạn cần phải chú ý đến những kẻ có ý đồ tiếp cận mình. Ngũ quỷ chiếu mệnh cho thấy đó có thể là kẻ tiểu nhân muốn gây hại cho sự nghiệp của bạn, khiến cho công việc gặp nhiều rắc rối. Cùng với đó, bản mệnh cần phải quan tâm đến tình hình sức khỏe trong tháng này. Về tiền bạc, nhìn chung tuổi Dần không có biến động gì nhiều, bản mệnh không có sự gia tăng trong nguồn thu nhưng vẫn đảm bảo được thu chi. Về tình cảm thì giữa tháng, bản mệnh có thể nhận được sự quan tâm chăm sóc của ai đó nhưng không đủ để xua đi tâm trạng u ám của mình. Người độc thân thì khép mình, chưa sẵn sàng cho một tình cảm mới. Người có đôi, có cặp thì khó tránh mâu thuẫn vì bất đồng quan điểm. Tuổi Mão. Tử vi 10 ngày cuối tháng 5 của tuổi Mão nói rằng đầu tháng thực thần chiếu mệnh, tình hình tài chính tuổi Mão sẽ có sự khởi sắc. Người làm ăn kinh doanh có thể nhận được một khoản lời lãi nhờ mối đầu tư trước đó. Về tình cảm thì các cặp đôi tuổi này không gặp được nhiều điều như ý, có ảnh hưởng khá lớn đến tâm trạng của bản mệnh. Tuy nhiên, thái âm chiếu mệnh giúp nhân duyên của nữ mệnh có nhiều điểm sáng hơn so với nam mệnh. Tuổi Mão sẽ nhận được ra ai là người chân tình với mình, ai chỉ là sự giả dối. Tuổi Thìn. Tử vi 10 ngày cuối tháng 5 của tuổi Thìn nói rằng những ngày đầu tháng trôi qua khá là nhẹ nhàng, song về cuối tháng dễ có nhiều rắc rối ập đến. Thương quan và tỷ kiên cho thấy cấp trên hoặc đồng nghiệp rất có thể là người đem đến rắc rối đó, cần chú ý hơn trong lời ăn tiếng nói, cư xử ở nơi công sở. Đổi lại, người tuổi Thìn sẽ gặp rất nhiều may mắn trong đường tiền bạc. Với người làm kinh doanh, đây sẽ là khoảng thời gian làm đâu chục đó, bản mệnh có được những mối khách hàng thân thiết, đối tác triển vọng, hứa hẹn sự gia tăng, nguồn thu bền vững. Lời khuyên cho những chú rồng trong tháng này đó là đừng ngại khó khăn và đừng lùi bước, thành công chỉ đến với những người dám đối mặt và vượt qua. Sao Dịch Mã cho thấy nỗ lực của bản mệnh bỏ ra sẽ được đền đáp xứng đáng. Tuổi Tỵ. Tử vi 10 ngày cuối tháng 5 của 12 con giáp nói rằng giữa tháng tỷ kiên và kiếp tài án ngữ, sự nghiệp của tuổi Tỵ gặp khá nhiều khó khăn. Bản mệnh vốn là người nhanh nhạy nhưng đôi khi hành xử quá nóng vội hoặc làm việc một cách đơn độc. Cuối tháng vận trình sẽ có nhiều phần sáng sủa. Người làm công ăn lương hay người làm kinh doanh cũng sẽ có nguồn thu khá trong tháng này. Chính tài và thực thần cho thấy bản mệnh sẽ nhận được phần thưởng xứng đáng với công sức đã bỏ ra. Đầu tháng, những người có đôi có cặp, chuyện tình cảm gặp nhiều thuận lợi, hai người dành cho nhau những tình cảm hết sức lãng mạn. Tuy nhiên thì cuối tháng 5 âm lịch là lúc cả hai cần phải chú ý đến lời nói của mình hơn, tránh làm tổn thương nhau hay là đôi co vì những điều không đáng có. Tuổi Ngọ. Tử vi 10 ngày cuối tháng 5 của tuổi Ngọ cần phải nắm bắt cơ hội một cách triệt để, khi mà khoảng thời gian đầu tháng đến giữa tháng có thể xuất hiện một vài cơ hội làm ăn tốt. Đây là khoảng thời gian thử thách và đánh dấu bước nhảy vọt đối với người dám nghĩ dám làm. Lời khuyên dành cho những chú ngựa trong tháng chính là cẩn thận trong bất cứ công việc gì. Khi tham gia giao thông cần đặt an toàn lên hàng đầu, không vì vội vàng mà đi nhanh, đi ẩu. Tuổi Mùi. Tử vi 10 ngày cuối tháng 5 của tuổi Mùi sẽ có nhiều biến chuyển tích cực, thiên tài và thực thần chiếu mệnh cho thấy người làm kinh doanh có thể thu về được một khoản kha khá trong tháng này. Sự nghiệp của bản mệnh lại chẳng được thuận lợi như thế, bạn sẽ phải đối diện với nhiều sự cạnh tranh, thậm chí là tranh chấp của đồng nghiệp dưới tác động xấu của kiếp tài và tỷ kiên. Điều cần làm bây giờ đó là giữ những suy nghĩ tiêu cực, bởi chỉ có không ngừng cố gắng vươn lên thì bạn mới trở thành một người xuất sắc hơn. Chuyện tình cảm của tuổi Mùi cũng có nhiều dấu hiệu tích cực nhờ biết chủ động dành cho nhau sự quan tâm, mà người có đôi thì tình cảm thêm bền chặt. Sao Bách Việt chủ đào hoa cho thấy người độc thân có nhiều cơ hội gặp gỡ trong tháng, hãy tinh tường để nhận ra ai chân thành, ai đến vì lợi dụng. Tuổi Thân. Vào 10 ngày cuối tháng 5 thì tử vi của tuổi Thân thì cần phải chớ nên chủ quan khi làm bất cứ một việc gì. Đầu tháng mọi việc thuận lợi có thể khiến cho những chú khỉ chủ quan dẫn đến gây ra rắc rối, khiến bản thân trở tay không kịp. Về tài vận, giữa tháng cho đến cuối tháng là lúc những chú khỉ gặt hái thành quả lao động của mình. Người làm công ăn lương có thể nhận một khoản thưởng nóng hay khoản đầu tư bên ngoài. Người làm kinh doanh thì nhìn chung công việc thuận lợi. Về tình cảm, áp lực cuộc sống khiến bản mệnh trở nên dễ cáu gắt hơn. Hai người có thể cãi cọ vì những vấn đề rất nhỏ nhặt, không đáng. Hãy cân bằng giữa công việc và cuộc sống riêng của mình. Đừng để bản thân quá là lao lực rồi đổ lỗi những mệt mỏi lên người khác. Tuổi Dậu. Tử vi 10 ngày cuối tháng 5 của 12 con giáp nói rằng sự nghiệp của tuổi Dậu lên xuống khá là thất thường. Thiên ấn và chính quan cho thấy bản mệnh có thể nhận được sự đánh giá cao của cấp trên và có cơ hội thăng tiến nhanh chóng. Tuy nhiên thì đó cũng là lý do mà bản mệnh gặp phải sự ghen ghét của kẻ tiểu nhân. Thiên quan và thương quan cảnh báo bản mệnh hãy cẩn thận với kẻ tiếp cận mình, có thể đó là tiểu nhân tìm cách ngáng trở sự phát triển. Sao thiên đức cùng với chính tài và thiên tài thực thần phù trợ, cuối tháng là lúc cơ hội làm ăn đến tới tấp, bản mệnh có thể thu hồi được một khoản lời khá bù đắp cho những nỗ lực trong thời gian vừa qua. Hãy mạnh dạn hơn khi cơ hội mở ra trước mắt. Tuổi Tuất. 10 ngày cuối tháng 5 âm lịch, tuổi Tuất có thể gặp phải nhiều rắc rối. Đừng ngại nhờ đến sự giúp đỡ của những người xung quanh. Đó có thể là người thân trong gia đình, bạn bè hay đồng nghiệp. Họ hoàn toàn sẵn sàng để giúp đỡ tuổi Tuất. Vận tài. Về tài vận thì nhìn chung tháng này tuổi Tuất khá là may mắn. Những mối đầu tư sẽ mang lại nguồn thu nhập ổn định, giúp bản mệnh có thể nghĩ đến việc mở rộng kinh doanh. Lời khuyên dành cho tuổi Tuất trong những ngày cuối tháng này là cần phải quan tâm đến sức khỏe của mình và những người thân yêu. Bạch hổ mang lại điềm báo bản mệnh cần nâng cao sức đề kháng, có chế độ tập luyện thích hợp và cẩn thận khi tham gia giao thông. Tuổi Hợi. Tử vi 10 ngày cuối tháng 5 của tuổi Hợi khá là tốt trong tháng mới này. Bản mệnh tìm được cơ hội để thể hiện điểm mạnh của bản thân, nhận được sự tin tưởng của cấp trên và đồng nghiệp. Sao tử vi mang lại ít nhiều may mắn cho tuổi Hợi vào tháng này. Hãy không ngừng cố gắng rèn luyện bản thân, thách thức hoàn cảnh, luôn ở trong tư thế sẵn sàng, chờ đón những cơ hội tốt đẹp sẽ tới trong thời gian sắp tới. Về tài chính, bản mệnh không có quá nhiều biến động, thời điểm cuối tháng tuổi Hợi có thể kiếm được một khoản kha khá nhờ vận may của mình. Tuy nhiên thì thiên tài khuyên bản mệnh chớ nên dựa dẫm vào điều đó để giúp các gia chủ hóa giải được quý nhân may mắn thành công đón tài lộc, giúp con đường công danh thêm phần hanh thông rộng mở. Quý anh chị và các bạn cần mang bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Sử dụng minh quang pháp bảo làm vật phẩm hỗ trợ tốt cho sức khỏe gia chủ, là vật phẩm hộ thân tăng cường vận khí, giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Chương trình của chúng tôi xin được phép tạm dừng tại đây. Nếu thấy video này hay, quý vị và các bạn hãy nhấn vào nút like và đăng ký kênh để ủng hộ chương trình và ban biên tập và để theo dõi được những video mới nhất của chúng tôi. Chúc các anh chị luôn may mắn thuận lợi trong cuộc sống. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo của Phong thủy Gia Cát.